Vũ Đại Review. Xin được chúc tất cả người xem của kênh luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và mong mọi người luôn ủng hộ khi kênh ra chap mới nha. Chap 230. Chap tiếp theo của bộ truyện Toàn Cầu Băng Phong. Ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Trương Dịch lập tức ra hiệu cho Lương Duyệt và toàn bộ học sinh ở khoang sinh bệnh thứ 4 tiến ra bên ngoài lối ra. Trương Dịch vừa ra hiệu vừa lên tiếng, tất cả binh lính canh gác ở bên ngoài lối vào, tất cả đã được chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại, học sinh của cô có thể rời đi ngay bây giờ. Sau đó Trương Dịch mở dị không gian của mình, kéo ra rất nhiều vật tư, sau đó giải thích, tôi có rất nhiều thực phẩm và nhiên liệu giàu năng lượng dùng để sưởi ẩm. Cô hãy yêu cầu tất cả bọn họ cầm và mang theo những thứ này. Sau đó nói với bọn họ, hãy trốn đến một cộng đồng người sinh sống, cách nơi này khoảng 5 km về phía đông nam để ẩn náu. Sau khi đưa ra rất nhiều vật tư, Trương Dịch chỉ tay ra hiệu cho Lương Duyệt, còn bây giờ, cô hãy dẫn đường tiến vào bên trong nơi này, chúng ta còn nhiều việc khác cần phải làm tiếp theo. Những học sinh ở phía sau Lương Duyệt có vẻ khá lo lắng, liền lên tiếng hỏi Lương Duyệt, cô Lương, cô sẽ không đi cùng với chúng em sao? Trương Dịch nghe thấy những học sinh này nói như vậy, liền vui vẻ đáp lại, mọi người đừng lo lắng, căn cứ Tây Sơn ở thời điểm này rất hỗn loạn, nên tất cả binh lính ở đây, hiện tại không có thời gian để đuổi theo mọi người đâu. Trấn an tinh thần những người này được một lúc, Trương Dịch nhìn về Lương Duyệt, và nhấn mạnh thêm một điều nữa, khiến ai cũng đều xanh mặt. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ bỏ chạy khỏi nơi đây như thế này, tôi tin chắc rằng, sau khi căn cứ Tây Sơn, trấn an được tình hình hỗn loạn ở nơi đây, thì họ chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta mà thôi. Lương Duyệt có vẻ khá lo lắng, cô trầm ngâm nghe Trương Dịch nói thêm, đặc biệt là với tình hình hỗn loạn như bây giờ, mọi người đã giết rất nhiều người ở trong căn cứ Tây Sơn này. Lương Duyệt bình tĩnh, suy nghĩ khá đồng tình với lời nói của Trương Dịch, anh ấy nói rất đúng, kể từ khi mình chính thức quyết định, đoạn tuyệt và phản bội lại căn cứ Tây Sơn, thật sự mình không còn đường lui nữa rồi. Sau khi suy nghĩ chắc chắn, Lương Duyệt quay ra hỏi lại Trương Dịch, vậy anh muốn làm gì trong tình hình hiện nay? Trương Dịch liếc mắt về phía sau, đáp lại Lương Duyệt, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tận dụng tốt cơ hội lần này, và tiêu diệt căn cứ Tây Sơn, một lần và mãi mãi. Trương Dịch giải thích kỹ càng hơn, cách tốt nhất bây giờ, là chúng ta cho nổ tung căn cứ Tây Sơn. Bằng cách này, kể cả mọi người và tôi, sẽ không còn gì phải lo sợ về tương lai, sẽ bị bọn chúng tìm kiếm, và trả thù nữa. Lương Duyệt dường như, khá nghi ngờ về lời của Trương Dịch nói, cô lập tức hỏi lại, anh muốn phá hủy toàn bộ căn cứ Tây Sơn sao? Lương Duyệt ngập ngừng, nửa lo lắng cho những người nơi này, một nửa cô lại lo lắng cho cuộc sống sau này, của bản thân và những học sinh của mình. Lương Duyệt có chút lo lắng, thầm nghĩ, hiện tại ở sâu bên trong nơi này, vẫn còn hàng ngàn người đang sinh sống trong căn cứ. Nếu thật sự chúng ta phá hủy nơi này, chẳng phải đều bắt tất cả bọn họ đều phải chết hay sao? Nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu không diệt trừ tận gốc rễ, thì chúng ta sẽ là những người phải chết. Lương Duyệt sau khi suy nghĩ, liền đưa ra quyết định của mình, cô đáp lại bằng một giọng kiên quyết, được, hãy để tôi giúp mọi người. Lương Duyệt quay lại, nhìn về phía của Diệp Tiểu Thiên và Ngô Thành Vũ, cô liền dặn dò, Tiểu Thiên, em hãy dẫn tất cả mọi người ra ngoài, và trốn thoát khỏi nơi này, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tất cả mọi người, sau khi nghe thấy lời của Lương Duyệt, lập tức từ từ tiến ra bên ngoài. Diệp Tiểu Thiên quay lại, nhìn Lương Duyệt bằng ánh mắt không nỡ, cô Lương Duyệt, cô nhất định phải trở về an toàn nhé. Sau đó, Diệp Tiểu Thiên dẫn đầu mọi người, tiến ra bên ngoài lối ra vào căn cứ Tây Sơn. Ở phía bên trong, bốn người Trương Dịch, Lương Duyệt, Từ Mập và chú Vư bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Trương Dịch liền lên tiếng, đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Trương Dịch mở điện thoại, tìm lại những địa điểm chỉ định, sau đó đưa về phía Lương Duyệt hỏi, cô hãy đưa chúng tôi đến những địa điểm này. Lương Duyệt sau khi nhìn vào điện thoại, liền nhận ra nơi này. Cô đáp lại, mọi người hãy đi theo tôi. Tại khu vực khoang sinh mệnh thứ hai. Rất nhanh chóng, cả bốn người bọn họ để có thể tiến sâu vào bên trong, liền cải trang, đội mũ bảo hộ của binh lính, trà trộn vào đoàn người hỗn loạn tiến vào bên trong nơi này. Sau đó, theo như kế hoạch đã định sẵn, Trương Dịch đều phân phát những khối thuốc nổ cho chú Vư và Từ Mập. Sau đó, chỉ cho mọi người những khu vực đã chỉ định và ra hiệu, hãy hành động. Chú Vư và Từ Mập không một giây suy nghĩ, lập tức tiến lại các khu vực để gắn bom vào nơi này. Lương Duyệt lo lắng nhìn về phía hai người kia. Liền nhận xét, vật liệu xây dựng ra các khu vực ở đây rất chắc chắn, tôi sợ chất nổ thông thường là vô dụng. Trương Dịch đứng khoanh tay, quay sang Lương Duyệt nói, tôi biết điều này, những chất nổ cho kế hoạch lần này, không phải là chất nổ bình thường. Ngay sau đó, Trương Dịch mở dị không gian của mình ra, kéo ra rất nhiều thuốc nổ đặc chế riêng biệt, mà Lục Khả Nhiên đã đặc biệt chế tạo ra. Lương Duyệt ngạc nhiên, nhìn vào đống thuốc nổ mà Trương Dịch vừa lôi ra, dường như cô đã nhận ra, những khối thuốc nổ này không hề tầm thường. Lương Duyệt lên tiếng, anh vẫn còn có những thứ này sao? Trương Dịch vừa quan sát chú Vưu và Từ Mập thực hiện kế hoạch, vừa quay lại đằng sau đáp lại Lương Duyệt, tất nhiên rồi, Trương Dịch tôi, chắc chắn không bao giờ lãng phí dù chỉ là một hạt gạo. Còn bây giờ, hãy để căn cứ Tây Sơn nếm thử chất nổ của chúng ta nào. Vậy là cũng hết chap 230 rồi ạ, hẹn anh em chap 231 sáng ngày mai nha. Bây giờ mỗi ngày sẽ đều có chap ra sớm hơn đợt trước, mọi người cùng theo dõi và ủng hộ mình nha. Dành thì ủng hộ nhau view cái quảng cáo giúp mình nha. Xin cảm ơn và hẹn mọi người ở video tiếp theo trên kênh Vũ Đại Review nha.